Nếu Slenderman có 100 ngày sinh tồn trên đảo hải tặc. Oh my god, mình bị lạc ở trên một cái đảo à? Ủa, cái nhà, mình ở trong cái nhà rất là to nè. Nhưng cái đảo này, ở đâu đây vậy? Trên cái đảo này có rất là nhiều bức tượng nè các bạn. Wow, mình có thể trốn đây nè. Wow, để khám phá xem xung quanh như thế nào. Hello, ui, hải tặc các bạn ơi. Wait, what? Chẳng lẽ nào cái thuyền của mình nó bị... gọi là chìm khi mà mình gọi là đang đi trên thuyền. Và bây giờ nó đã trôi mình vô trong cái đảo này. Và đây là đảo hải tặc các bạn. Rất là nhiều hải tặc nè. Ui cái men kia. Ui có chân. Ui hình quá. Không sao rồi các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ những tên hải tặc đang xâm chiếm vô cái đảo này. Oh my god, gì đây? Get to high round là cái gì vậy? Ui, sống thần mà con á. Ôi, leo lên cây. Oh my god. Ghê quá, sống thần tới các bạn. Ui, các bạn rồi xong sống thần vậy xong mình làm gì được? Hả? Ơ, hết rồi. Hên quá. Ây da, có một tên hải tặc đang ở dưới kìa. Không phải một tên mà là hai tên luôn. Giờ mình làm sao đây? Chạy thôi chứ làm sao bây giờ? Đừng. Mình không chạy nhanh được. Mọi người đây muốn chạy nhanh là phải bỏ ra 99 robot các bạn ơi. Hay quá, cô bé này đây có gân nè. Bảo vệ tôi với bạn ơi. Bạn cứu tôi. Đúng rồi, hạ gục tôi đi. Ui, ở đây có nước ngọt nè các bạn. Ở đây có nước ngọt nè. Lấy nè, cho tôi lau nước ngọt với. Tham lam thì chứ mà lấy hết luôn. Ui, ơi không sao. Ở đây mình thấy có đồ ăn rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ lên đây mình xem coi. Ui, đồ ăn nè các bạn ơi. Lụm, lấy đồ ăn thôi. Tí nữa mình đói, mình không có gì ăn đâu. Không có ai cho mình đâu các bạn. Đây là một cái dạng như là cuộc sống sinh tồn á. Được rồi, quyết định là 100 ngàn mình phải thoát được cái đảo hải tặc này nha. Cố gắng lên các bạn ơi, mình sẽ đi tìm xung quanh xem coi là có gì không. Ở đây là có y có sản nè. Tuyệt vời. Có kinh luôn nè. Tuyệt vời một trời luôn. Có kiếm luôn nè các bạn. Hồi nãy đâu rồi, tên hải tặc nào đánh anh rồi. Đâu rồi, nãy đứa nào đánh anh. Quay lốc xoáy kia. Trời ơi, cái đảo này ghê quá các bạn. Đủ thứ thể loại luôn. Wow, nhưng mà bây giờ mình đang cần tìm những cái công cụ nào đó để mình có thể gọi là sử dụng. Ơi, mình đang khát nước, uống nước cái nào. Uống nước. Rồi, uống nước rồi, đang uống nước các bạn ơi, đang tăng lên kìa. Đó, đang tăng lên nè các bạn. Rồi, ok, được rồi đó. Quay, mấy cái lốc xoáy luôn ấy. Giờ mình làm gì đây? Ở đây nói chung là những cái món đồ cần thiết có rất là nhiều các bạn. Vấn đề là bây giờ mình sẽ phải đi tìm thêm đồ. Quay, ở đây hình như là những dụng cụ gì nè. Mà lốc xoáy gần đây nguy hiểm quá. Lốc xoáy tới các bạn ơi. Đây. Cái này gì đây? Bánh xe. Hả? Ăn cái đã. Bánh xe làm gì ta? Để mình ăn cái đã các bạn. Mình nghĩ là bánh xe này sẽ giúp cho mình chế tạo được một chiếc xe. Xe chạy trên nước. Wow, ý tưởng tuyệt vời. Hay á. Ok, uống nước cái nè. Rồi, uống nước cái nè. Được chưa? Có đồ rớt nè các bạn ơi. Đúng rồi, có đồ rớt nè. Để mình uống nước cái đã. Rồi, ok, dùng cái này đi. Mình sẽ lấy bánh xe đem về các bạn ơi. Bánh xe nè, cửa nè. Cửa xe với bánh xe quá trời nè. Wow, đã, tuyệt vời luôn. Rồi, uống miếng nước rồi nữa. Rồi, đây, đâu, miếng quá xe đâu. Để mình quay về, mình xem cái xe nó đang ở đâu đấy các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều bức tượng ghê nè các bạn ơi. Rất là ghê luôn á. Nhưng mà nhìn nó rất sắc nét nha. Đây là bức tượng của gọi là mấy người này là giống mấy người thổ dân hay sao á. Mình không biết nữa. Ui, cái biển kia. Nó lại tiếp tục gọi là tấn công cái chòi của tụi mình rồi. Cái biển này nguy hiểm quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái sản nè. Watcha. Nhưng mà tụi nó chạy rồi các bạn ơi. Oh my god, sóng thần tới. Leo lên cái này các bạn ơi. Leo. Ui, sóng thần tới kìa. No. Lên đi. No. Lên tiếp đi. Ok. Oh no. Đứng im đi. Ok, sóng thần hết rồi. Wow, đánh nhau à. Được. Đây. Tới đây nè. Ây da, đông quá thì anh đổi phương án khác. Shocking luôn cho lẹ. Shocking cho lẹ các bạn ơi. Cái thùng này có gì không? Wow, cái thùng này không có gì hết các bạn ơi. Nhưng mà mình coi hay đạn mình bắn vô. Ghê chưa? Rồi bây giờ mình uống nước cái nè. Sau đó mình ăn cái. Hình như mình thấy là thức ăn của bộ hơi hiếm nha. Nước thì khá là nhiều nhưng mà đồ ăn hơi bị hiếm đó nha. Quay, khó nha. Bây giờ mình tìm đồ ăn đi. Quay nhậm tìm đồ ăn thôi các bạn ơi. Nước ở đây mình thấy nhiều lắm. Đó, mình đang ăn nè bạn ơi. Ăn bắt cái đồ ăn này nó đóng hộp nó gớm lắm. Ăn ghê lắm bạn ơi, nó không có ngon tí nào. Bây giờ mình full rồi. Ôi, lúc xảy hả? Quay mình nè. Ui, con bé này ném mìn mình. Ui, con bé này nguy hiểm quá. Thôi. Ơi, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, nó dí theo mình kìa. Nó chơi kiểu đó đó bạn. Này, để tôi cứu bạn. Này thì nè. Oh my god. Này thì nè, ok.
con bé này nó muốn gọi là làm gì mình nè các bạn ơi. Mình sẽ gọi là hạ gục nó luôn. Mình sẽ không để cho những cái đứa mà gọi là phá hoại đây. Này thì nè. Thà mình sinh tồn một mình còn hơn. Sinh tồn với mấy cái đứa này phá hoại quá. Mình không biết mình sinh tồn bao nhiêu ngày rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái xe lên nè các bạn ơi. Gắn cái xe lên nè. Ok. 4 bánh xe nha. Ok gắn được không? Được. Đây được rồi. Ok được rồi nè. Gắn cửa xe vô nữa. No. Đi vô hát chơi. Ok. Đi chung hát chơi. Rồi ok rồi. Ghê quá nhưng mà mình đang đói bạn ơi. Gắn cửa xe lên nè. Lên xe bạn ơi. Tôi với bạn gọi là chuẩn bị rồi là lên đường nè. Nhưng mà tôi lấy đồ ăn rồi đó. Vô xe từ từ đừng bỏ tôi bạn. Đừng bỏ tôi bạn ơi. Đừng bỏ tôi bạn. Để tôi lấy đồ ăn cái đã. Đừng nha. Đừng để tôi lấy đồ ăn cái đã. Trời ơi nó bỏ mình các bạn ơi. Chơi kỳ vậy. Chơi vậy còn cái nịt nha. Oh my god đừng bỏ tôi bạn ơi. Đừng bỏ tôi. No. Đừng bỏ tôi mà. Trả xe cho tôi. Trời ơi lấy xe của mình rồi. Trời ơi. Sao tôi có thể tin tưởng một con bé này được. Đây. À anh đang hút vô mấy ông này. Không được đâu bạn ơi. Hết đạn rồi. Không được đâu bạn ơi. Ok. Nó chạy ra biển à. Ở biển ở đâu ta? Để tôi với bạn. Sao bạn chơi gì mà chơi cái kỳ vậy? Xe của tôi mà. Hey. Come back. Quay lại đi friend. No, come back. Wow, quay lại đây. Trả xe tôi đã. Trời ơi, bạn biết chạy tôi cũng biết chạy chứ. Xong rồi tôi tiễn bạn luôn nha. Tiễn bạn đi luôn nè. Bạn muốn không? Hả? Bạn muốn không? Đi hát chơi. Lám lấy xe của tôi. Xe mình gọi là kỳ công nó mới chế tạo được. Không phải đơn giản đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm được ra biển nè các bạn. Tự do rồi em ơi. Let's go. Cái xe này không chạy trên nước được. Ra ngoài bơi ra ngoài lẹ. Ui bị kẹt rồi. Cho tôi ra ngoài. Help me. Chán quá bạn ơi, ở trên cái chỗ đảo này nó chán như con dán. Em đang đánh đàn mà anh. Thôi cho anh cái đàn đó. Cay thiệt chứ. À đúng rồi ha. Anh sẽ đập vỡ cái đàn cho các em coi. Đập được không ta? Không đập được rồi. Thôi bỏ đi. Hải tặc tới các bạn ơi, hải tặc tấn công. Chúng ta đã trở lại với hòn đảo này rồi. Vì không thành công thoát ra được phải sống tiếp thôi các bạn ơi. Đâu thế nào mà gọi là không thành công mà lại được tiếp tục đâu. Oh my god, sống tặng nữa rồi. Cái dừa đâu? Sống tặng tới kìa. Leo cái dừa bà con ơi. Ok. Ui, kìa các bạn ơi, có mấy đứa đứng dưới tòa nhảy tội nghiệp không? Quá là tội nghiệp luôn các bạn ơi. Ghê quá. Mình sẽ lựa gọi là một cái cây shotgun nó dễ hơn các bạn ơi. Mình sẽ tìm đồ ăn đi. Đây, đồ ăn rất là cần nha. Đấy. Đây đồ ăn đây. Rồi đây, shotgun của tôi đây. Shotgun của lòng tôi, mình sẽ vứt cái này ra. Lấy shotgun thôi các bạn ơi, mình nghe shotgun nó sẽ gọi là hiện đại hơn và xịn hơn. Rồi, lấy đồ ăn vô nữa. Rồi, ok. Bé kia làm gì chạy vậy? Để anh cứu em. Đấy, đừng lo, đã có anh. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm. Nhưng mà quan trọng là cái xe để làm gì ta? Các bạn, cái xe để làm gì? Hả? Giờ sao đây? Mình đang đi tìm dụng cụ để. Ôi mà cái xe này đâu ta? Quan trọng là giờ mình. Ủa ha? Sóng thần biết vậy? Ê My friend. Không thấy sóng thần à. Bro. Không thấy sóng thần à. Ây da, cái nóc nhà này bị lủng. Nóc nhà này bị lủng rồi. Ây da, ghê quá. Thôi, ăn cái đi cho nó gọi là hồi máu. Đây, xe đây rồi. Thấy xe đây rồi các bạn. Nhưng mà vấn đề bây giờ xe đây rồi. Nhưng mà bánh xe ở đâu? Nhớ nhà quá các bạn ơi. Nhìn biển như thế này. Muốn về nhà quá mà về không có được. Bây giờ làm sao? Xuống tắm thử rồi được không? Ghê quá. Ôi, xuống đây nó chìm luôn sao? Trời ơi, vòi rồng nữa kìa. Không biết 100 ngày mình sống trên đây nổi hay không chứ. Giờ gặp gọi là tùm lum chuyện hết. Ủa gì vậy? 10 máy bay à? Nó thả mìn thì phải. Mình mới thấy nó thả mìn ở đây thì phải. Máy bay đâu vậy? Sao nó không cứu mình ta? À nó thả cái gì vậy bạn ơi? Nó thả cái supply. Thả thính. Trời ơi tưởng đâu nó thả mìn chứ. Bây giờ là mình đang đi tìm những cái dụng cụ. Đây mình lấy cái chai mìn đây nè. Lấy chai mìn này. Tìm những cái dụng cụ gọi là gắn vô xe. Nhưng mà hết hồn. Ở đâu vậy? Ủa trên trời rơi xuống á. Trên trời rơi xuống á. Hú hồn luôn
đang đi thì nhảy xuống cái hú hồn thiệt. Rồi sao ổn rồi, mọi thứ ổn rồi, uống nước cái nè, uống nước cái nè, lấy đồ ăn nè, rồi đồ ăn nè, uống nước cái đây, uống vô. Bây giờ mình đang đi vòng vòng cái hòn đảo này để xem coi là những cái bánh xe, là những cái cửa xe đâu hết rồi mà mình chưa thấy. Mình cũng đang cố gắng. Nữa hả? Được rồi, lần này anh sẽ không có gọi là nói nhiều, anh không có nói nhiều cho chiếc mìn nè. Ôi, chiếc mìn nổ luôn.